Hôm nay 23 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sapa tổ chức thành công đại hội lần thứ 23, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Giàng Xeo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thị xã Sapa và các tổ chức thành viên đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng hiệu quả các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước. Trong nhiệm kỳ đã vận động được trên 9,3 tỷ đồng ủng hộ vào nguồn quỹ vì người nghèo, tiếp nhận hơn 17 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, hỗ trợ sửa chữa, làm mới 240 nhà đại đoàn kết, xóa trên 300 nhà tạm, nhà rột nát, hỗ trợ 22 mô hình sinh kế cho hộ nghèo, triển khai 97 mô hình điểm trong triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, xây dựng mô hình thực hiện đề án Sapa sạch, phát triển du lịch bền vững. Nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sapa tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tiềm năng, nguồn lực trong nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương. Đại hội đã hiệp thương bầu 61 đại biểu tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ 23, nhiệm kỳ 2024-2029. Cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.